cái gai họ làm thế này, này. Không biết họ gai bò hay là gai nai, gai mang gì nữa. Đây này, đây, cái gai cáp. Bãi nên nó quấn nó chết, nó dính chết chim quá trời luôn nè anh em. Quấn đường bãi già thầu luôn. Tụi ăn mà rúp rít đỏ được rồi, trả xuống hố có đủ kìa. Ở ngay tại cái đào luôn á. Ăn mới phủ đẻ đây, phủ trong đây gì khóc ra. Tầng thì cũng có sơ sơ rồi đó, mình chưa có đào mới đám. Hello anh em, hello mọi người. Hiện tại thì hay với anh em HKT Vlog đi núi. Thì chia ra mọi người mỗi nơi, mỗi chỗ. Thì hay rút trên đường đi về thì gặp tụi ong nó to mọi người nè. Rồi. Nó to khủng bố luôn nha mọi người. Ngày bay ngay tòa tà mày đó, như tâm trí qua. Từ thì sẽ hành động và lái tụi ong nha mọi người. Kêu với mấy anh em kia không nghe. Rồi, giờ mình dựng camera, mình đổi camera trước. Mình đi ra mình lái cái thế cài này đi cũng dễ mọi người này. Đâm ngay hồi lửa hồi bạc luôn. Đây. Ai. Thì tụi ăn đây mọi người đó, ngà tâm chiêu luôn đây. Đây. Bây giờ mình sẽ vào mình lái nha. Anh em kia ở hết dưới bên đồi khác rồi. Thì mình sẽ đặt camera ở đây. Mình sẽ ghi hình. Mình sẽ hôm nay là mùa này ở quê Quảng Nam mình là mùa mưa mọi người. Trời thì sắp mưa lại rồi. Mưa từng cực đợt đó. Mưa xong rồi nắng xong rồi mưa thì rồi hết mưa hết tận nước rồi thì bắt đầu có dấu hiệu chuẩn bị mưa lại á, tôi thui rồi á. Mình sẽ vào lái tụi ong này, mình đi từ tên kia xuống thì gặp tụi ong to như tôm chiếu luôn, đã lắm. Thôi bây giờ mình sẽ lên hành động nha, chứ nhanh chứ kiểu trời mưa. Chào mọi người, mình sẽ chùm cái mặt lại đó nha. Mình lái mùa này thì không có dùng khói lửa, đa số hào trường anh em HKT Vlog đa số ít dùng khói lửa lắm. Có thể những video phía trước, hồi trước thì anh em có dùng khói lửa, nhưng mà để phim bận do đi núi nhiều á, ghi hình nhiều á thì chưa sản xuất phim được. Còn kể từ bây giờ trở đây là chắc tập phim này mà lên thì chắc bây giờ anh em cũng đều phủi hết chứ không dùng khói lửa gì mọi người nha. Mình sẽ chùm lại nữa nè. Đấy. Vì mình sẽ cắt tỉa hết bớt cái này đi. Cái này nó làm vướng khó thái quá mọi người ơi. Đây, mình sẽ kéo kính lại cho em thôi. À, mọi người. Đấy. Cái kính lại đắp lại cho nhá. Sửa sơ cái đầu lại. Rồi. Hy vọng là tụi ong này nó không sao, hiền, to lắm. Mình sẽ lên lái mình sao kết quả cho mọi người xem nhé. Mình đi đây. Bye bye mọi người nhé. Mọi người đứng đó chờ. Chờ xem nhá. Cầm cái này vô thì nó chui không thấy đường gì đi luôn mọi người ơi. Cái này dễ leo lắm mọi người nhá. Mình ra tới tụi ong rồi mọi người nha. Ong to như tấm chiếu luôn mọi người ơi. Này. Phải đi đem cái cam ra đây chụp này. Đây. Có một cái cam nữa ấy. Hai ba cam ra đây chụp đẹp hết. Nhưng mà còn có lâu đây nha mọi người ơi. Ô, nó ra rồi anh em ơi, tâm thức rồi nha.
Thôi mình phủi mình xem nó có tăng quá đi không mọi người ơi. Máy nó được rồi. Là máy. Cái này cũng có cái đứng này. Bịch voi là mọi người ơi. Như tắm tiêu luôn á. Các nào cũng mặc rồi mọi người ơi, cũng mặc rồi, ăn không quá đây. Mặc mọi người nha. Chúng mặc rồi. Ông hơi bị hung á. Xin biết luôn á. Nhà mong. Ngon mọi người ơi. Bạc luôn. Cái già rồi. Cái đầu mặt to mọi người ơi. Cá to mọi người. Đây mới dính ra mai này. Ông cán xuyên tinh nhiều quá. Do nãy con mặt còn ốc mưa á. Quay ngược ra đây mình lái mọi người nha. Bắt đi bắt đi. Nghĩ cái bao luôn mọi người. Nghĩ cái bao luôn á. Nóng sôi luôn, nóng hổi luôn nha. To luôn mọi người nè. To luôn nha. Vừa luôn á. Thấy cái miệng bao luôn. Ngon không? Hoa cốt xuống đất nè mọi người. Bóp mặt cũng xuất bắt đó là cọc được kích tiền bao luôn á.
đơn quá. Cái tiền bao luôn mọi người nghe. Nói chung cục cửa luôn mà. Rồi, mình lái thêm cái bao nữa mọi người. Ở hồ này ông vẫn cho chích vào được mọi người ơi. Đây. Chích vào ngay chán luôn á. Ủa, Nam Phi mặt vô tư rồi. Tuyệt vời á. Rồi mọi người, đã lấy bạc xong rồi mọi người ơi. Bỏ vào lô nha. Rồi. Lấy luôn con nâu thắng nha. À, mọi người ơi, mình để con nâu lại. Mình sẽ đi vào trong rồi tính, vào trong mình thích. Gạch quá mọi người, cột gạch có chuyện mà không ra đâu, lắc khổ nặng đấy. Và ông như bất chiếu mọi người. Camera để sát cái đó rồi không quay được. Không quay được chứ. Nó lấy camera theo chuyện này mà. Lấy quay được chỗ này rồi. Không có thế để mọi người kìa. Vừa lái xong mưa luôn á. Vừa lái xong trời mưa luôn mọi người ơi. May quá thời tiết thương mình á. Vừa lái xong trời mưa luôn. Lấy thằng con nâu Khánh này, thằng con nâu như tấm chiếu Khánh này, nó là ròn rồi, nó ròn một lát rồi. Tôi dùng cái chân này Khánh này, ấy, nó Khánh ơi, quá trời Khánh.
còn gặp lại ai đó. Hey mọi người, lại là mình đây. Mình đã lái xong rồi. Lúc nãy đang lái thì có một cuộc gọi điện từ của ai không biết, làm cái camera nó tắt. Thì giờ mình lái mặt còn khoảng 6-7 ký á. Đây mọi người này. Đó này. To lắm này, thấy chưa? Đầy ba lô luôn á. Đầy ba lô luôn nha mọi người. Hiện tại thì ông đang theo mình đây. Do hướng này là ông theo ít. Là xuống nó bay ra ngoài. Giờ mình sắp xếp đồ mình sắp mưa rồi. Mình phải đi về đó. Vừa mới nhỏ hột chờ thời tiết thương. Thời tiết thương rồi tiết ngưng mưa không mưa nữa. Thôi, mình đám camera. Thân ái chào mọi người, mình sẽ quay. Mình sẽ đi về, tập phim nên mình sẽ lên. Lên cho mọi người xem một mình lại ăn mình, nhưng mà rất tiếc một cái là không có cam cái gì gần. Tụi ăn nó to đi. Như cái tấm chiếu luôn. Mùa này được bấu lít mặt rồi, tôi nói mình nói mọi người rất là tuyệt vời nha. Kháng nước rồi. Khô cũng hồng rồi. Thôi mình cũng chào mọi người, hẹn mọi người trong cái video clip tiếp theo. Không biết các anh em kia thì không có vì có ghi hình không? Nếu có thì mình ráp chung một ngày này luôn cho anh em xem thành quả của anh em ngày hôm nay rút nha. Thì thân ái chào mọi người, tạm biệt mọi người. Một lần nữa mọi người cũng với lời kêu gọi mọi người nó yêu thương yêu quý anh em thì cho anh em một cái lượt đăng ký, một lượt chia sẻ, một lượt đặc biệt mọi người có ý kiến gì hay thì để lại bình luận phía dưới anh em vào ghi nhận. Cảm ơn mọi người, tạm biệt mọi người, chào mọi người. Đúng rồi, đặt bên trong này. Giờ Khánh sẽ quay xuống ngọn thóp trước kia đây.